Chào mừng các bạn đến với khóa học tổng hợp kế toán hợp tác xã nông nghiệp của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Ở khóa học kế toán hợp tác xã nông nghiệp, các bạn sẽ được đi tìm hiểu có những đặc điểm gì cần phải quan tâm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu đối với ngành hợp tác xã nông nghiệp, nguyên vật liệu chính gồm những gì, định mức nguyên vật liệu sẽ có các sản phẩm được xây dựng ra sao, phương pháp tính giá thành cho loại hình này như thế nào. Hãy cùng Trung tâm Kế toán Việt Hưng sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán hợp tác xã nông nghiệp, đúc kết được những kinh nghiệm và kỹ năng thực tế sau khi hoàn thành khóa học này. Đi vào nội dung của khóa học, sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, nội dung thứ hai các hóa đơn chứng từ phát sinh trong kỳ, nội dung thứ ba là liên quan đến cuối kỳ, thực hiện việc lập lên báo cáo tài chính. Các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ sẽ hướng dẫn cụ thể thực hiện việc khai báo các dữ liệu ban đầu. Và ngoài ra các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán từ kế toán cũ để nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế trong năm tài chính, bao gồm các nội dung liên quan đến mua nguyên vật liệu, mua công cụ dụng cụ, hướng dẫn thực hiện việc mua và ghi tăng tài sản cố định, định mức đối với hợp tác xã nông nghiệp, các nội dung liên quan đến kho, lương, bảo hiểm và thực hiện việc tính giá thành lên tờ khai thuế, thực hiện việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý như thế nào, cách kết chuyển chi phí phát sinh trong kỳ và thực hiện việc tính giá thành áp dụng phù hợp đối với từng mảng. Và các lưu ý đối với cách sửa lỗi, kiểm tra đúng sai trong quá trình tính giá thành. Và nội dung thứ ba là các nội dung liên quan đến cuối kỳ, kiểm tra các lỗi trước khi thực hiện việc lên báo cáo tài chính, kiểm tra bảng cân đối tài khoản, các tỷ trọng trên báo cáo tài chính và cân đối các số liệu trên bảng cân đối tài khoản, kết xuất sổ sách để lưu nội bộ, kinh nghiệm thanh tra quyết toán. Đó là các nội dung chính khi tham gia vào khóa học kế toán hợp tác xã nông nghiệp. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng thì các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học phù hợp, bao gồm khóa tự học, học lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Điểm đặc biệt là tất cả các chứng từ hóa đơn, các bạn sẽ được học trên trang web riêng kế toán việt hưng.com. Giáo trình online, mỗi một chứng từ một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Các bạn có thể nghe và xem lại kiến thức bất cứ lúc nào. Giáo trình sẽ luôn được cập nhật mới theo luật thuế hiện hành. Để trải nghiệm xem khóa học, các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online hoặc chọn vào học. Khóa học kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất phân bón là một trong những ngành thuộc mảng hợp tác xã nông nghiệp. Trong khóa học sẽ được chia làm các phần, bao gồm thực hiện việc khai báo dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh trong kỳ cho đến khi lên tờ khai báo cáo tài chính. Trong đó, phần 1, phần 2 và phần 3 sẽ là các nội dung các bạn sẽ được xem hoàn toàn miễn phí trước khi đăng ký khóa học. Nhấn xem vào phần nội dung của khóa học. Mỗi một chứng từ hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn chi tiết các khóa học cho các bạn. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.